Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Quân Hit TV. Và các bạn ơi, nếu Quân Hit có một siêu năng lực, đó là xếp người thành những chiếc này, ô tô, xe máy, máy bay, vân vân, thì liệu các bạn nghĩ thế nào? Hôm nay Quân Hit sẽ cho mọi người thấy con người có thể xếp được những đồ vật như vậy nha. Rồi các bạn ơi, đây là một người đơn xét lùn này các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi thu thập những anh em khác để mà xếp thành hình xe các bạn nha. Rồi đi nào, em. Rồi các bạn ơi, nhìn thấy rồi, một cái xe máy này, ui giời, thôi sao còn mất cái bánh này các bạn. Em một xe máy rồi, nên ui ô tô này các bạn ơi, đấy ô tô nhưng mà không có sàn các bạn ạ. Rồi ok, nhân 2.5, chuẩn bị mở ra cái hình gì đây. Mình sẽ tiếp tục chơi nào, tiếp tục nào các bạn ơi, đi nào. Em đấy, một cái bánh rồi, một cái xe, thành một cái xe máy rồi các bạn ơi. Bay nào, rồi nhặt kim cương này. Bên này, ui bên này ba người luôn, bên này ba người luôn. Ui thành một cái ô tô rồi các bạn ơi, và có thể xếp lên nhau thành một tầng và đi lên bậc thang nhân 2.8 luôn các bạn ạ. Mình sắp mở được một cái hình gì rồi, mở được một nửa rồi. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp tục để mà mở hoàn thành nốt cái hình còn lại các bạn nhá. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục đi nào, em đi bên này, bên này, bên này. Thôi mất một anh, một người anh em rồi. Bay nào. Ô tô bay. Rồi bên này ba anh em này. Đấy được một cái ô tô rồi các bạn ơi. Em. Đó, nhìn này, bây giờ rất là cao luôn. Xếp xem nhân bao nhiêu nào. Wow, nhân 2.9 luôn. Được 60% rồi các bạn, còn 40% nữa là xem mở được cái hình này nha. Rồi, tiếp tục đi nào. Em view em. Ui. Ui thành mô tô luôn các bạn ơi. Nào mô tô bay nào, mô tô bay nào. Ui tránh những cái vật đỏ đỏ này ra các bạn ạ. Bên này. Rồi. Wow, về đích rồi. Wow, nhân cao quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xem là nhân được bao nhiêu nhá. 2.8 bộ các bạn ạ, ít quá. Rồi còn 20% nữa là mở được cái hình này rồi nhá. Tiếp tục một ván này nữa là mở ra này, xem là cái gì các bạn nhá. Đi nào. Ui, con hình phối hợp quá, không biết làm cái hình gì đây. Rồi. Yeah. Mô tô bay. Bên này, rồi, sập xuống. Nhặt kim cương. Rồi, về đích rồi. Không biết là hình gì đây, hình gì đây. Mở. Wow, ô tô có thành này, có đáy, có đế luôn các bạn ạ. Rồi tiếp tục đi nào, xem lần này sẽ là hình gì các bạn nhá. Wow, các bạn ơi nhìn thấy không này. Nào, mô tô bay này xanh đỏ tím vàng đen trắng luôn các bạn. Thôi về xe máy rồi. Về xe máy các bạn ạ, xem là nhân được bao nhiêu nhá. 2.4 bộ, ít quá. Chuẩn bị mở cái gì đây. Rồi tiếp tục để xem là mở ra hình gì các bạn nhá. Rồi em tránh mấy cái đỏ đỏ này bẫy các bạn ạ, đâm vào chỉ có chết thôi. Không ngừng thu thập anh em các bạn. Ui nhìn ô tô của mình xịn chưa. Đấy. Bay sao này, bay. Tôi chết rồi. Lại nhá. Rồi tiếp tục lần này sẽ mở ra được cái hình đấy các bạn ơi, không biết là hình gì đây. Rồi. Nào, đi nào. Nào. Đi nhặt kim cương này. Tinh tinh. Ui anh em nhiều quá, đứng vẫy tay chào nhau nào. Đi sang bên này nào. Sang bên này nào, đúng rồi. Né tiếp nào. Né. Đi nào. Ui bên này không có đường, không có vật cản gì. Đấy, tự do mà đi các bạn ạ. Nào, đi bên này, về đích. Rồi. Không biết là mở ra hình gì đây. Hồi hộp quá các bạn ơi. Máy bay luôn các bạn ơi. Ui, máy bay luôn nào. Rồi, máy bay bây giờ Quân
Im sẽ điều khiển máy bay này, bay này. Máy bay luôn này các bạn ơi. Ôi, lại chết rồi. Lại nhá. Nào nào, lại nào em. Lên lên lên. Rồi, máy bay, máy bay. Lên xuống này, xuống này các bạn ơi, xuống nhặt kim cương này. Rồi. Lên. Xuống nhặt kim cương, xuống nhặt kim cương. Ơi. Rồi, xếp cao quá. Nhận bao nhiêu đây? Wow, 4.2 luôn. Wow. Lại cái gì đấy? Gì đây nhỉ? Mới được có 10% các bạn ạ. Chưa hiện hết được, bây giờ mình sẽ chơi tiếp và các bạn cùng đón chờ xem đây là hình gì nhá. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Em tiếp tục xem máy bay để bay nào. Em. Ồ, lần này không bay được rồi. Chết tôi rồi các bạn ơi, không xem được hình máy bay, chỉ xếp được hình ô tô thôi các bạn ạ, nên là đâm xuống vực chết tòi luôn. Rồi, lại nhá. Rồi, lần này con Nip sẽ nhất định sẽ xếp được hình máy bay các bạn ạ. Phải nhanh tay mới được. Rồi, xếp được hình máy bay rồi, bay. Wow, vàng này, vàng kim cương này. Hai. Bay xuống. Bay lên. Nào, ta cùng bay lên trên nào. Bay lên ăn kim cương nào. Bay xuống. Rồi, về đi rồi. Xem là nhân bao nhiêu nào. Ui, nhân 4. Vẫn kém đợt trước các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, mình thấy ở trong này có rất nhiều chức năng này. Mình ấn vào đây xem nào. À, cái hình này là hình quay này. Hình nào thì ô tô này. Máy bay, ô tô này, ô tô bíp này các bạn. Đấy. Mình sẽ chọn là ô tô bíp này đi. Ok. Rồi, ở chỗ này thì có cái tăng hút kim cương thì mình đã tăng lên level 2, và cái này cũng kim cương thì mình tăng lên level 2. Rồi nha, còn cái vòng quay này mình sẽ thử quay xem nào. Quay. Wow, thì ra đã đổi màu của hình đất sét các bạn ơi, hình người đất sét này. Rồi đi. Bay lên nào. Ui trên này. Trên này cứu các bạn ơi. Sao không ăn được cả đấy. Xuống ăn kim cương, Rồi, chui xuống ăn kim cương nào. Đi bay lên. Rồi, tiếp tục nào. Bay lên cao. Yeah. Rồi, ui. Khi rơi xuống đã trở thành xe máy rồi các bạn ạ. Đang máy bay trở thành xe máy luôn. Lại thành ô tô này, ô tô dài không các bạn? Rồi, ô tô thì cả ô tô bít ý. Rồi, tiếp tục. Rồi các bạn ơi, mình chơi thì được 80% rồi. Còn 20% nữa, các bạn cố gắng xem hết để mà xem cái hình này là cái gì nhá các bạn nha. Rồi, tiếp tục. Bắt đầu nào. Em, bên này. Em, xuống. Rồi, ăn kim cương. Lên. Ôi, lại chết rồi các bạn ơi. Lại nào, bắt đầu nào, lại nhá. Xuống tiếp. Rồi, bay nè tè này các bạn ạ. Lên ăn kim cương nào. Đấy. Lên trên. Rồi. Ui, nắm cửa kính quá các bạn ơi. Mình phải phá vỡ thì sẽ trừ đi tương ứng với người đất sét các bạn ạ. Ui, được có 2.7 thôi. 90% rồi, còn 10% nữa các bạn ơi. Sắp mở được cái hình này rồi nhá. Nào, cố lên nào. Lần này mình quyết tâm này, sẽ giành chiến thắng và mở luôn chứ không chết nữa nhá. À, bắt đầu nào. Lên. Đúng rồi, lên. Rồi lên, bay nào ta cũng bay lên ăn kim cương nào. Lên, xuống. Xuống nữa. Đó. Ui nhiều kim cương quá các bạn ơi. Lên. Xuống. Rồi, về đích rồi. Không biết mở ra cái gì đây. Nào, nhanh lên nào, hồi hộp quá các bạn ơi, hồi hộp quá. Rồi, hồi hộp quá. Cái này
trực thăng các bạn ơi, mình vừa mở ra trực thăng này. Uầy, thích quá. Rồi, vào đây xem nào. Để chọn trực thăng nào. Uầy, đây trực thăng mới nè. Uầy, chọn ngay trực thăng mới luôn. Rồi, ra, bắt đầu đi nào. Em, bên này. Em. Uầy. Bay lên. Chết rồi, mắc rồi các bạn ơi. À đấy, vào rồi. Xuống nào, xuống dưới để ăn kim cương nào. Tiếp tục xuống ăn anh em nào, ăn đi. Rồi, wow, cuồng. Bay này. Wow, trực thăng này các bạn ơi, trực thăng. Yeah, trực thăng này, trực thăng này. Rồi, các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã đi thu thập những anh em người đất sét và xếp thành nào thì mô tô này, ô tô này, máy bay này, nào thì trực thăng này, ôi, còn rất nhiều những hình nữa. Nhưng mà video của mình cũng khá dài rồi nên là hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá. Bye bye.